Đây là hiện trường vụ cháy xảy ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2023 trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại bãi xe trên đường Suối Lụi, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi nên tìm cách dập lửa nhưng không thành. Sau đó, đám cháy bùng phát mạnh, khói đen bốc cao hàng chục mét. Sợ cháy lan, một số người dân xung quanh đã di dời tài sản ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Củ Chi đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Hơn một giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy làm hơn 3 xe ô tô con bên trong bãi xe hư hỏng nặng. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ.